Ôi trời ơi Thanh Liên. Ê, con chào chú nhá. Ui ôi. Em chào. Thanh Liên lên làm quả căn bác. Ui trời ơi. Thấy chưa? Mẹ nó chọc không à, ông trưởng khí nhất tụi nó, hai thằng này nó chọc, má nó chọc rồi nó quậy cho mình lên, lạnh chết không đi, mẹ nó lên là thấy chưa, tuyết à. Ủa, anh sao có một số thành phần bên kia họ nói không phải tuyết mà la do mà là do cái gì cái bọt xử lý đường á, gọi là vệ sinh đường á. Tụi bay cũng tao chửi thôi chứ còn lũ má mấy thằng xào chó nó lạnh chết có lý mẹ luôn đây nè. Không thật, hôm bữa em với Trung cũng coi cái này nè, em hỏi nó bảo lạnh không mà lạnh. Cái này là do cái bọt tuyết gì, cái bọt vệ sinh gì đó, khi người ta xử lý đường á thì nó nổi bọt lên vậy chứ không phải tuyết. Mới kêu thằng bạn nó chạy đi, nó rơi nguyên ngày hôm nay, mới kêu bạn đi mua hộp cơm về ăn đủ má nín, ăn không nổi cái này. Phải buộc phải buông cái cơm xuống, chạy xuống dưới này hút nước thuốc nói chuyện này. Cả cái khách sạn có hai thằng mà nó tuyết như vậy không có bóng người. Ủa con tưởng con à thì ra con tưởng đâu là nó xịt cái nước vệ sinh đường xong rồi nó sủi bọt lên giống kiểu mình đổ xì gà chứ. Đúng rồi. Bây giờ nó cũng chưa đến cái mức độ nó phải đổ xà bông mới giúp vệ sinh ngoài đường, nó rửa đâu, rửa cái bả mẹ tụi nó đó. Má nó thiệt, nó lại chết có lý mẹ luôn. Rồi hồi nãy rồi bây giờ mùa này là cái mùa thứ nhất là đang dục dịch để chuẩn bị ăn Noel, thứ hai nữa là cái đám Việt Nam bên này, rồi mấy đứa nhỏ rồi nó đang rủ nhau về Việt Nam. Rồi hồi nãy thì nó điện thoại qua nó nói anh có tính về không. Một đứa nó thì 8 tây tháng 12 nó đi, nó quốc đâu 2 tháng, còn một đứa thì 14 tây nguyên một gia đình, thì tức là cái này mấy gia đình hết, một gia đình thì 14 tháng 1 nó về. Nó hỏi anh sao, anh đồ không phải đóng chốt bên này cho tới cuối tháng 2 là. Trời ơi, đồ má nó lạnh quá. Hôm nay nó rơi khủng khiếp luôn. Nhưng mà anh đang bên Thụy Điển hay ở Đan Mạch? Thụy Điển, 21 tây tháng 12 anh mới về Đan Mạch. Lạnh dữ nữa. Bên này thì nó lạnh lắm. Trời ơi, hôm nay là nó âm 6, âm 8 độ. Hôm nay thì nó âm 3 độ. Nó báo là nguyên một tuần này là tuyết rơi thì đều. Đó, tức là bên... Thụy Điển với Na Uy á là nó vừa vào chạy bánh xe mùa đông và nó chừa chạy bánh và nó gắn đinh vô để nó bám mặt đường, chứ còn không có thì nó trơn. Hồi nãy đi ra siêu thị rồi ra cái tiệm nhà hàng mua đồ ăn mà nó đinh đinh mà nó to vậy hả anh Bắc, đinh mà để mấy cái lỗ to vậy luôn hả? Không, cái này là dấu chân tao đi, trời ơi. Dấu chân tao đi ngoài tuyết, trời ơi trời, cái đinh mà nó để cái lỗ này cho má. Cái mặt tao nó còn không giống ai nữa. Trời ơi, có thể thẳng lắm. Tuyệt tình. Em xin lỗi anh Bắc chứ. Cũng nhờ anh Bắc chia sẻ cái hình ảnh này thì em mới chung mới biết đây là tuyết. Mà cái này phải đúng là phải chửi thêm cái đó, cái lũ. Cái này phải chửi cái lũ qua que nó là chung. Đồ nó gạt anh em mình đúng không? Nó dám nói anh em mình là cái gì là rửa đường, đây là cái bọt rửa đường, rồi cái gì thực tập phòng cháy chữa cháy. Ông ấy nóng quá, ông phải lên, tao đang ăn cơm, tao phải buông cơm, tao chạy cho bài luôn. Ủa má, biết rồi, tức quá mà hai người chọc, đủ tức quá mà. Đủ má, ba chọc, nó đâu có dám thằng nào lên, nó chọc chửi. Đủ má, hai người chọc không à, để cho chửi không à. Không thiệt, không có chọc cái này, em có thiệt không chọc. Em Chung đâu có biết đâu, em Chung có đời nào bước được qua châu Âu qua Mỹ đâu mà biết mà tuyết nó như thế nào, đúng không? Ba cái vụ Nhật Tàu đó là tàu đủ tàu lao đủ mày âm binh đủ mày không có ở không có việc làm đó, nó vậy đó đi đủ mày. Nó giờ cái mùa này là cái mùa là thứ nhất là người ta đang cầu cái sự bình yên, tức là bên này bên này thì cuối tuần nào nó cũng có những cái tổ chức cái tiệc Noel công ty nó đãi hoặc là các cái thì cái nọ rồi nó chuẩn bị đến cái mùa Tết này, tức là giữa Noel Tết này theo nào đi mua pháo về để chiều 30 đốt đó. Chứ còn không ai mà lo ba cái chuyện tàu lao thiên đế đó, mà bây giờ nó có ba cái chuyện tàu lao đó thì đủ mẹ chỉ ba cái thằng âm binh thôi. Đồ nghe giết chán lắm rồi, khổ chán rồi. Ủa chú, bên đó là đốt pháo hoa hay đốt pháo nổ chú? Pháo hoa, pháo nổ thì bán lậu. Con tưởng đâu ở bên đó là tiện thể thì cứ vác súng ra bắn, nó có âm thanh cho nó vui. Không thì cũng có thằng thì chú có mấy khẩu súng, ví dụ mà đang đốt pháo thì cũng xách súng móc súng ngắn ra bắn vài phát cho nó vui rồi mà đỡ nhớ đỡ buồn. Thế còn ví dụ được anh mình được quyền bắn anh hả?
Không, tức là trên thực tế đâu có ai được quyền bắn, tại vì à bắn lỗi hả? Bây giờ bắn lỗi hả? Súng lậu á, ừ. Còn ví dụ như pháo thì có nhiều loại pháo, nó cũng mua pháo lậu rồi cũng pháo lậu của Trung Quốc cũng nhập qua bên Hà Lan, bên Đức để chở lậu qua nó bán. Còn ở bên Đan Mạch này thì nó cũng bán pháo lậu đúng mà nó to bằng cúng tay, nó giống như là quả lựu đạn, nó nổ cái là bể nhà luôn á, bể cửa sổ luôn á. Ủa con tưởng đó là sao? Bên đó nó không dùng hàng tàu mà? À không, đủ vài hàng tàu bây giờ nó tràn lan bên đây, nó bán 5 đồng, 10 đồng, 1 đồng, 2 đồng. Nhưng mà ở bên đây thì tụi nó nói là nó gọi là cái đồ tiếng Đan Mạch, nó gọi là cái tụi mà mắt hí đó. Đi mua đồ mắt hí đó thì thường thường nó nói là mua về xài xong dục. Có nghĩa là tụi Trung Quốc á, nó nhập nhiều cái hàng, tụi Đan Mạch hoặc là tụi châu Âu nó nhập nhiều cái hàng của Trung Quốc sang đó, xài giống kiểu xài chơi thôi. Tức là xài xong dục đi. Tức là đồ của nó là cái đồ, phải nói là nó rẻ tiền mà nó đồ second hand dữ lắm. Vậy mà trước này trước giờ em đi tranh luận phản biện với mấy người ba que, nó bảo là ủi xứ châu Âu xứ Mỹ rồi họ văn minh lắm, họ đâu có bao giờ có buôn lậu đâu. Vậy là em bị gạt nó rồi, vậy là em bị nó lừa nó rồi. Bố thì sư đá ba que này nó lừa thế mà nó toàn lừa không? Toàn lừa người trong nước thôi. Đồ là nhập qua nè, rồi đồ Trung Quốc, đồ này đồ kia, rồi bây giờ là nhất là đa số những cái tụi nước ngoài á, thì nó sống bên này nó xài đồ lậu là vô địch. Mà chính Đan Mạch nó cũng xài đồ lậu chứ đâu phải là ấy đâu. Có xài hàng giả không anh? Ví dụ bên đó họ có xài hàng giả, hàng fake được không? Hàng fake thì nếu mà không xa không ấy thì thôi, nhưng mà nếu mà bị bắt rồi bắt. Ở bên Đan Mạch này cách đây một tháng nó mới bắt cái đồ hàng giả đó, tức là hàng loại hàng hiệu và hàng giả đó. Tức là nó mới vẫn có hàng giả. Có nhiều. Nhưng mà vậy là đâu riêng về Việt Nam đâu đúng không? Đâu riêng về dân Việt Nam mà xài hàng giả đâu đúng không? Rằng là khi mà cái tụi ba sọc hay là cái tụi tà chớn đó, hoặc thì nó bất mãn thì nó đưa ra nhiều vấn đề, nó đòi hỏi này, nhưng mà cái xã hội nào nó cũng có bề mặt và bề trái, và cái gạo vậy. Ở bên này cũng có giang hồ, cũng có xã hội đen, hàng lậu, hàng liếc, xì ke, ma túy, rồi thuốc phiện, nói chung là đầy đủ hết, buôn bán vũ khí là đầy đủ hết. Nói là dạo lậu đó, các cái đó đủ thứ, đại khái là anh có tiền hay không, có thế thôi, còn anh mua cái thứ gì cũng có. Chú cho con hỏi xíu, ý là chú sống ở bên đó lâu á, chú có nghe hoặc là đọc báo thấy có khi nào mà ở bên các cái nước đó mà người ta xử những cái hành vi mà có người ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chú? Nếu mà nói về vấn đề mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó, thì bên này là cái tình trạng đó nó hơi ít, cái tình trạng hơi ít, nhưng mà đa số là đổ lậu. Thế nhưng ở đây có một cái số đó, có nghĩa rằng là nhà cửa người ta thì không có hàng rào, không có kín cổng qua tường như Việt Nam. Tại vì nhà nào nó cũng đóng bảo hiểm, mà có nhiều khi nó đóng bảo hiểm rất là cao. Bên Đan Mạch này thì nó khác với xứ Mỹ, xứ khác. Có nghĩa là mày cứ vô mà ăn cắp thì mày cứ ăn cắp đi, mày lấy hết thì tao không có cần nói gì hết á. Thế nhưng mà khi nó đưa ra bảo hiểm, có nhiều thằng nó bảo hiểm nó còn được lời nữa mà. Tại vì tất cả những cái đồ trong nhà nó đã đóng bảo hiểm hết rồi. Đó. Mà bây giờ loạn quạng á, có nó cũng xài hàng lậu, cũng xài đồ ăn cắp. Thế nhưng mà nếu như mà mình mà cứ bằng là tụi nó đi bán á, thì cũng rất nhiều người ta không thích mua, cho nên là đa số thì tụi nó cũng ít lắm. Hồi xưa đó thì cũng nhiều, nhưng mà sau này á, thì càng ngày nó càng ít đi rồi đó. Tại vì bây giờ thực ra cái đồ ăn cắp á, thì tụi nó toàn là dân Ba Lan, Ba Liếc, rồi nó chôm chỉa, nó trở về mấy cái nước khác thôi. Chứ còn nếu mà bảo là, tại vì cái dân bản xứ này thì nó cũng có, nhưng mà cái thành phần bây giờ ít lắm. Tại vì bây giờ thực tế, bây giờ cái đồ điện tử bên này này, ví dụ máy laptop lắm, trước bây giờ nó bán thì nhiều cái nó cũng rẻ lắm. Thì nếu mà bán đồ ăn cắp, dù bán là nửa giá đi, hoặc là 1/3 giá đi, thì nó cũng không có cái bảo hành. Cho nên là thôi, nó đã có mùa nữa, có thể thôi. Cho nên là cắp thì cũng ế luôn rồi. Cũng được đấy nhỉ. Tức là chứng tỏ là bên đó cái nhu cầu nó ít, nhưng mà vẫn có đúng không chú? Có thế này, mấy thằng đại hồi xưa nó cũng sống đúng bằng cái nghề chôm chỉa không mà, nhưng mà đa số mấy thằng đó là mấy thằng mà nó là dân hút chích. Là cái hội đó là cái hội lấy tem mà giỏi hơn bác sĩ đúng không chú? Đúng rồi. Đúng là hôm nay con mới được mở mang tầm mắt, mới được biết, nhờ nghe chú nói chuyện. Trước giờ con với anh Tự Quang có biết gì đâu.
Toàn anh em bên kia nó bảo bên châu Âu, bên Mỹ nó có đâu, nó đâu trộm cắp, nó đâu có dùng hàng giá. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là nếu mà mình làm một người công dân mà chân chính của nó đi làm đóng thuế các cái thì đương nhiên mình cũng được hưởng những cái phúc lợi của nó, còn những cái hàng mà trích choác hoặc là này kia thì nó cũng được hưởng trong cái xã hội của Đan Mạch. Thì có nghĩa rằng là nếu mà nó trích, nó ghiền đến cái mức độ mà ấy thì nhà nước nó mới tóm cổ lại, nó nhốt vào một chỗ hoặc là để cho sống ngoài đấy, cứ đến cữ là đến nó trích cho. Thì hồi xưa chú có đi thông dịch thì nó cũng nói là chú mới thắc mắc, chú hỏi tại sao nó ghiền nó trích chị ke mà mày lại trích cho nó mà không mất tiền. Nó nói tại vì trích cho nó thì trước sau thì nó cũng chết, mà bây giờ để bên đúng mà không trích cho nó đó thì nó đi ăn trộm ăn cắp, nó phá làng phá xóm thì cũng chết, thì thôi cứ trích mẹ đi một vài năm mà nó chết rồi. Sao nó không lấy cái số ma túy mà chính phủ nó thu được, cái trong bắt đầu nó trích chứ giả vờ, nó trích quá liều đấy chú nhỉ, để cho nó nhanh. Bên này có cái kiểu giả vờ trích quá liều thì hơi khó, có nghĩa là tụi nó làm thì cũng có tâm lắm, tại vì con bạn chú nó cũng đi làm cho cái số mà nó gọi là cái đám khoảng từ 14 đến 18 tuổi mà nó ghiền trích ấy, thì nó cũng làm ở trong đó, có nhiều khi nó bị mấy thằng kia nó nổi điên lên, nó ghiền nó đá cả vào ngực, nó đấm ấy chứ. Thế nhưng mà khổ cái chỗ mình bảo thêm là cái nghề đó tao đéo làm, nó bảo nhưng mà bây giờ cái nghề của tao phải như vậy rồi đấy, nhiều khi nó cũng khổ lắm. Nhưng mà có trường hợp ví dụ như thằng nào, ví dụ như chích nó mà vậy, nó không đủ liều, cái nó hối lộ cho người chích, kêu tao đưa mày ít tiền này mày chích cho tao không liều. Không, bên này nó có cái, tức là bên này nó có cái là những thằng chích là một, với những thằng mà ghiền rượu bia đó, tức là ví dụ như là một tháng nó được $1,000 đi, ví dụ vậy mình nói giả vờ đi, ví dụ $1,000 đó chào thơ khám cho một tháng thì khi mà nó vừa lãnh tiền đầu tháng xong đó thì ngày hôm sau nó hết nã tiền rồi, tại vì nó tiệt tùng rồi chích choác á, thì nhà nước nó đến nó ăn vạ nhà nước thì nhà nước sẽ không phát tiền cho nó nữa, thì phát nửa tháng, mà phát nửa tháng rồi mà nó cũng xài kiểu đó nó hết á thì người ta phát một tuần. Mà phát giống một như tuần, hồi xưa anh bán nửa vé hả, giống như thời trước anh đi bán nửa vé đúng không, phát một tuần đó mà ông cũng xài hết nữa nó không phát nữa, thì có nghĩa rằng là nó sẽ đóng tiền, cái tiền của cái người đó nó sẽ đóng tiền cho bên bộ xã hội, thì bộ xã hội nó có cái chỗ nó nấu cho ăn, thì cứ nghĩa là đến bữa mày đến đó mày ăn, nó trừ cái tiền nó ra đó. Thế còn ví dụ như trường hay nó ra thì ngày hôm đó ví dụ như là nó còn dư được 2 triệu đồng thì người ta đưa cho nó 2 triệu đồng ngày hôm đó thôi, có nghĩa là mày không lãnh tiền tháng được nữa đó. Nhưng mà cứ chiều là mày đến đó ăn. Còn những cái người già mà không đi được đâu mà ở nhà đó, không đi được nổi nữa đó, các cái đó, thì cứ đến bữa đó là có cái xe của nhà nước đó, là của cái nó gọi là giống như là cái xã đó, thì gì nó sẽ chạy đến nhà cái nó bỏ hộp cơm vô, chạy đến nhà đó nó bỏ hộp cơm vô rồi xong. Chào hiệp Jimmy. Đó. Nếu vậy là nó như này thì chắc ngày mai khả năng là không là làm cũng có ăn, nói chung cái này mới đúng nghĩa là không làm cũng có ăn, không làm có ăn này đúng. Ăn cái kiểu đó thì rất là nhục lắm kìa, tại vì ăn cái kiểu mà cái người già mà nó có đóng thuế cho nhà nước, hồi xưa giờ nó nghỉ hưu nó không đi được, hoặc là nó ở viện dưỡng lão hoặc là đại khái như vậy đó, có nhiều người già thay vì nó vào dưỡng lão nó không bị dưỡng lão thì nó ở nhà thì nó ăn theo kiểu đó. Còn nếu như mà ăn mà cái kiểu tiền mà xã hội á, mà đến cứ đầu tháng này đến ngửa tay xin tiền ấy, thì nhục lắm, ôi dồi ôi, đứng xếp hàng rồi các cái, rồi nhìn vào đó cái dân ở trong thành phố nó đến đó nó làm việc, hoặc nó đến nó vì vấn đề giấy tờ, nó nhìn mình mà cặp mắt phải nói là nói thật xin lỗi, chứ nếu mà người nào mà có cái tự ái một chút xíu đó thì cúi mặt xuống chứ không dám nhìn thẳng vào mặt người ta đâu. Nó nhìn có nữa không? Tại vì người ta nhìn một cách rất là khinh bỉ, người ta nhìn khinh bỉ lắm, người ta rất vậy cũng khinh bỉ. Nhục không, lắm. Nhưng mà chứng tỏ như vậy tức là cũng là người phương Tây đúng không? Cũng là, nhưng mà bên Đan Mạch thì cái quan điểm của họ khác so với bên Mỹ đúng không? Chứ còn bên Mỹ thì họ đâu có biết nhục đâu anh, tại vì đầy nhóc mà thì, đúng không, thậm chí nó còn tự hào đó mà. Hồi xưa anh sang bên Mỹ đó thì nói chung là anh cũng gặp ở bên nhà bà chị ở Washington đó, thì anh cũng đi gặp một vài người là kia thấy này kia nọ, thì nói chung á thì người ta cứ nghĩ rằng là bởi vì cái số lượng người mà ở bên Mỹ đó mà mấy người làm YouTube á mà đưa lên đấy là cái gì chùa homeless á,
Thì ở bên Đan Mạch này thì nó không có, nó không có giống như là ở bên Mỹ cái kiểu đó. Thì Đan Mạch thì không có. Với cái thứ hai nữa, bởi hôm nọ cái thằng mà nó lên nó nói nó 10 năm ở Mỹ, nó đòi thế này đòi thế kia, cái con mẹ nó chú chửi cho nó một trận đó, anh chửi cho nó trận đó. Thì có nghĩa rằng là ở bên Đan Mạch này này thì nói chung á, thì người ta sẽ chỉ có cái số dân nó chỉ có hơn 5 triệu dân thôi, mà đa số là đi làm mà đóng thuế rất là cao, đóng thuế cao kinh khủng lắm. Thế nhưng mà đóng thuế đó thì nó lại được hưởng quyền lợi. Thế cái chính phủ Đan Mạch này nó rất ít dân, cho nên là khi mà nhập cư vào Đan Mạch này rất là khó, khó kinh khủng luôn. Chứ nó không phải bên Mỹ là anh có 1 triệu đô hay là anh có 5, bên Đan Mạch không có, mà mày có 1 tỷ đô tao cũng mặc kệ, mày không cho vô là không cho vô, không đủ điều kiện không cho vô. Ông John, ông John ông nói anh bắt dám nói xấu bà Sọc kìa. Thì thủ mà ông nào thì cũng kệ mẹ nó thôi, dù mẹ chưa chửi nó là may lắm chứ nói xấu gì nữa. John McRae á, John McRae. Ở bên này ví dụ như hôm vừa rồi anh có hỏi cái thằng là thằng bạn, tại vì hôm trước anh có nghe mấy đứa livestream nói cái vụ mà bảo nó là chửi tổng thống hay chửi thế này thế nọ thế kia. Thì anh có hỏi thằng bạn này, anh ấy là mày có bao giờ mà mày chửi nữ hoàng không? Hoặc như là, nó là tao có quyền chửi, nhưng mà mày chửi bằng tiếng Đan Mạch, nhưng tao chửi bằng tiếng Việt nó không nghe, nhưng mà lỡ tao chửi bằng tiếng Đan Mạch, nó là mày chửi mà kệ mày. Miễn là sao mày đừng có phá được rồi. Đó, có thế thôi. Có nghĩa là ở bên này không có cái vụ, còn nói cái vụ tàu bè đó, anh nói mấy đứa nghe, ở bên này bất cứ một quốc gia nào, dù rằng là kể cả anh ra hải phận quốc tế, anh vẫn phải dương cờ của quốc gia đó để cho ở bên hải phận quốc tế nó nhận diện. Nhận diện. Đúng. Nhận diện đúng không? Còn nếu như anh vào bất cứ một quốc gia nào, kể cả trong Đan Mạch này, nó cũng là trong NATO, thì khi nó là thành viên của NATO, nhưng mà khi anh vào hải phận của nó, anh vẫn phải dương cờ quốc gia của anh. Còn nếu không là đúng mà nó hạ thủ. Có thế thôi. Đương nhiên nó sẽ thu báo. Mẹ vậy đúng. Mấy bà què này nó sổ lá thiệt á, anh bắt không những mà cái tàu Nhật Tảo nha. Tàu kiếp Nhật gì, anh nói cái Nhật đó là đủ mà nhìn ghép hình, còn Nhật Tảo gì. Hồi xưa cái thằng chó gì đó nó còn cái thằng gì đó không phải là thằng quân sổ lá mà thằng gì đó nó cũng nói nó đóng tàu để về Trường Sa Hoàng Sa, nó đóng cái con mẹ Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Hữu Chánh. Đóng được rồi chú. Đóng được cái tàu Nhật Tảo đó, đóng được rồi. Đóng cái mả mẹ nhà nó, mấy thằng đó. Đủ mẹ nó có chừng 1-2 năm nữa tụi nó chết mẹ nó hết, bây giờ nó đủ mà nó đóng hòm á, nó đi hết giờ. Trời ơi, anh nói sao vậy, nó còn cái gì vậy? Nó còn đưa hình lên hàng không mẫu hạm rồi nó dán cái lá cờ bà Sọc lên nè. Rồi cái gì thậm chí là những gọi là phi hành gia lên tới NASA, lên tới cung trăng á. Còn của NASA nó dán cái cờ bà Sọc lên vai nữa kìa. Còn đây này, bây giờ sang đến Thụy Điển làm, chú làm bên này 6 tháng rồi, bây giờ mới biết thêm. Hồi xưa cũng đi sang chơi Thụy Điển, bạn bè, thế nhưng mà đâu có biết rằng là bên này nó có cái luật. Có nghĩa là khi mà nó bắt được mình là người ngoại quốc này, mình ở bên đây, mặc dù bên Thụy Điển với Na Uy nó là khối, nó gọi bên này nó gọi là số khối Scandinavian đó, tức là nó lấy cái hiệu là SAS đó, tức là Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, nó là khối Scandinavian đó, chuyến phòng thủ Bắc Âu là của nó đó, là nó là... ở bên, nhưng mà anh là người Đan Mạch, bây giờ quốc tịch Đan Mạch sang Thụy Điển, nhưng mà lỡ mà chạy xe mà uống chỉ cần một chai bia thôi là nó bắt mình phạt xong rồi, nó trục xuất mình khỏi Thụy Điển 10 năm không được phép trở về Đan Mạch, Thụy Điển vì tội lái xe. Còn đặc biệt bên Thụy Điển này là không có gái mại dâm, không có ai. Mà chính công an cảnh sát bên này mà nó bắt được một người nào mà đi mua gái mại dâm là nó bắt vì tội hình sự là bỏ tù luôn, chứ không có cần phải kiện cáo gì hết. Đó là Thụy Điển hiện nay. Đó. Còn nhiều cái đó, bên này biết nhiều cái luật cũng... video, chẳng hạn như là 16 tuổi mẹ nó xách xe hơi nó chạy ở mầm, nhưng mà xe hơi của nó là có cái bảng riêng của nó là nó không được chạy quá 30 cây số một giờ. Nhận dạng. Vì bên này nó nhận dạng đó nè. Không, nó có cái biển, nó có cái biển biển của nó, tức là cái biển mà ba cạnh đỏ đó, tam giác á. Là nó phải gắn đằng sau xe và nó không được chạy quá 30 cây số một giờ, tức là tại vì bên này là nó không có cái dụng mà nó chạy xe Honda giống bên mình, tại vì bên này tuyết nó rất là khủng khiếp, cho nên là người ta khuyến khích cho tụi nhỏ nó chạy cái đó, nó được học cái bằng lái chạy cái loại xe hơi thì nó cắt nửa xe còn nửa xe, tức là cái nửa xe sau nó không được ngồi. À, thì nó đóng cái bảng mà ba cạnh đỏ đằng sau thì nó được chạy, được phép chạy 30 cây số một giờ, tương đương với một chiếc xe Honda ví dụ vậy, để nó đi chợ, đi siêu thị hay gì đó, tại vì tuyết quá. Giống như,
giống như cảnh báo đây là hàng dễ vỡ đúng không, gọi là cảnh báo cái hàng dễ vỡ đừng có đụng vào đúng không, để khá vậy. Chứ còn là nếu mà nói về tuyên truyền hoặc là xảo siếc thì đủ, mà tụi nó từ xưa đến giờ rồi cái chuyện ít thì nó phóng ra cho to lên rồi nó ghép hình ghép tiếp, nó nói là bậy tầm bạ rồi các cái rồi thôi, chứ còn đủ mà ba cái chuyện xào lao nó đâu phải là đồng ý, nó là khối tự do nó dễ, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó dễ theo cái luật của quốc gia của nó, chứ không phải là cái dễ theo cái luật mà ai muốn vô muốn làm gì thì làm. Đan Mạch này nó rất là bình yên hả, anh muốn làm gì làm, anh muốn lập, anh muốn kinh doanh, anh muốn đi làm sao làm, nhưng mà đừng bao giờ vi phạm pháp luật một phát là coi như cuộc đời anh đen thui như cái chó luôn. Anh nghĩ chắc khỏe ở chung ơi thiện thôi mà cũng dạ. Nhưng mà thông qua chú bác chia sẻ như này á, là khả năng là ngày mai là con sẽ động viên, phải đăng bài động viên những anh em nào mà nó nghiện hút ấy, bên nào nó nghiện rượu ấy, đấy là nó qua bên Đan Mạch, bởi vì là cứ đến giờ là người ta chích cho, đấy người ta chích cho, sướng, sang đấy sướng, để mấy anh em nghiện khả năng là sang Đan Mạch là sướng, ngày mai anh em cứ mua vé, mấy anh em nghiện nhá, nghiện thuốc với lại nghiện ma túy đấy, với lại nghiện rượu đấy, thì cứ làm chuyến bay sang Đan Mạch đấy, xong rồi cứ đến giờ người ta làm cho tí miễn phí. Còn ví dụ như chú có một thằng, tức là bạn rất là thân của thằng con của chú này, tức là nó là sếp của đầu bếp cũng của Đan Mạch, mà nó đã từng đi làm Dubai, sau này nó trở về, nó nói là khi mà vào đến Dubai, mà nó về nó kể chú nghe đó, là khi vào đến Dubai mà khi mà muốn xin việc làm ở đó mà được nhất đó, mà nó xét nghiệm máu, chỉ cần trong máu có chất, tức là có theo kiểu Việt Nam nói là dương tính như, là đuổi ra khỏi nước luôn chứ đừng có nói nhận việc làm. Đấy, em xin phép anh tí à, cái bạn đi nít Nguyễn Quê Tình gì nè, mình nói bạn thế này không biết bạn là nó khệ hay là thật nha, nhưng mà mình chỉ lưu ý này, ví dụ mà nhiều khi ở trong diễn đàn á, nhiều người họ đọc họ cho rằng là bạn nói thật á, thì ví dụ họ có một hai lời lẽ thế này thế nọ thì bạn cũng đừng có phiền nha, theo nó mình nói trước với lại bất công. Đối với mình á thì mình vẫn nghĩ là bạn đang khệ cho vui, bạn đang khệ bắt đúng không, khệ cho vui đó, nhưng mà nhiều khi và nhiều người họ đang không có chú ý lắm, họ đọc lướt qua thì cho rằng bạn nói thật thì họ có những lời lẽ phản ứng lại, thì bạn đừng có phiền nha bạn Nguyễn Quê Tình. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha, bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào một cái buổi live lần sau.